Bà con ơi, bà con, trời ơi, dưa gan bà con, dưa gan nó rất tốt đúng không bà con, nó rất tốt cho sức khỏe con người và nó có lợi ích cho con người lắm. Nhưng mà những người này không ăn được, bởi những người này có bệnh thế này, ăn vào thì nó lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi cho chứng bệnh của mình. Đó là những người không nên ăn, lét dạ dày, tỳ vị hư, viêm ruột, mãn tính, đau bụng, tiêu chảy. Đó, những người này đừng ăn, ăn vào thì bệnh càng ngày càng nặng thêm, xấu đi cho sức khỏe của người. Đó là những người có viêm, lét dạ dày, tỳ vị hư, viêm ruột, mãn tính, đau bụng, tiêu chảy, không nên ăn dưa gan, ăn vào thì xấu, xấu thật xấu cho sức khỏe của mình. Mà nó tốt thì tốt, còn lại những người kia thì nó rất tốt cho sức khỏe và sắc đẹp, nhưng nó có loại gây tích nước, loãng dịch vị trong dạ dày, đau bụng, đau dạ dày, khó tiêu, ăn dưa gan. Đó, nó tốt không bà con, đủ thứ hết. Gọt vỏ rồi ta lau dao cho kỹ để tránh đi. Chúng ta phải bỏ hạt, cắt nhỏ, vừa ăn ướp lạnh thì 2 giờ, ít đường thì tuyệt vời. Ít đường thì tuyệt vời, mà ướp lạnh 2 giờ thì càng tuyệt vời nữa. Mà ăn không phải nó tốt là ăn bao nhiêu cũng được. Người ăn dưa gan không quá 200 gram dưa gan, ướp đường không quá 5 ngày, phải nghỉ 2 ngày. Không quá 5 ngày, chúng ta phải nghỉ 2 ngày rồi mới ăn tiếp. Cách chúng ta chọn mua là quả vỏ mỏng, to, tròn, cầm lên thấy nặng nặng tay, ấn có mùi, nhẹ nhẹ thì có mùi thơm thoang thoảng. Đó là những quả tốt, quả tốt. Không mua quả nứt nha bà con, chú ý. Và cảm ơn bà con, chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào.